Hãy bó cho tôi một quẻ. Vừa nhìn cậu là biết ngay có chuyện. Nói đi. Đội trưởng Dương, người trong đội du kích của chúng ta phát hiện tung tích của quỷ hồn thiết trụ ở gần xa lộ phía đông. Gần xa lộ à? Đúng thế, ở trên núi hai bên đường xa lộ. Còn nữa, ở đó cũng có bọn phát xít đang hoạt động. Chắc là muốn mai phục quỷ hồn. Không dám chắc, chỉ có thể nói là có khả năng như thế. Bên này. Bên này. Mau theo sát. Quả nhiên là có mai phục. Nghe đây, tí nữa mọi người theo sát phía sau họ. Không có tín hiệu của tôi, không được nổ súng. Thế anh thì sao? Tôi sẽ đi phía trước. Quỷ hồn rất có thể đang ở gian xa lộ. Anh có xác định được vị trí của quỷ hồn không? Vị trí mà tôi cần xác định là của bọn phát xít. Trong số bọn chúng sẽ có tên cao thủ chuyên đối phó với quỷ hồn đang núp xung quanh đây. Bọn phát xít kia không làm được gì cậu ta đâu. Tôi hiểu rồi. Còn nữa, nếu lát nữa tôi và quỷ hồn tháo chạy từ phía còn lại, mọi người cũng rút theo, tuyệt đối không để lộ bản thân. Dân, nhớ lấy, không được gây chiến. Chúng ta chỉ giúp quỷ hồn thoát thân thôi. Anh yên tâm đi, đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương, hãy cẩn thận. Ừ. Nếu mình phải đối phó với một người vừa giỏi cả võ công lẫn khinh công ngay tại đây, thì mình sẽ bố trí cao thủ ở đâu nhỉ? Nếu ở đây thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trên xa lộ vốn dĩ không thể núp được, thế còn ở nơi nào thì được nhỉ? Cách đây còn khoảng 3 cây số. Mình vẫn còn thời gian. Hắn sẽ đến chứ? Hy vọng hắn sẽ đến. Đều ra đây hết đi.
đừng ra tay. Đợi hắn qua đây. Ra đây đi. Sao chỉ một mình ngươi thế? Những người khác đều đang đợi ở trên kia kìa. Chạy. Cầu thiết, bên trên có mai phục, không thể đuổi theo. Rút thôi. Hãy tin tôi. Nhanh nào. Cậu Thiết, cậu không sao chứ? Tôi đã thám thính từ trước rằng bọn phát xít sẽ mai phục ở đây, nhưng không kịp báo tin cho cậu nên đã ra tay trước rồi. Xin đợi đã. Cậu Thiết, nếu cậu không ngại, sau này chúng ta có thể cùng nhau giết bọn phát xít, có thể giúp đỡ lẫn nhau khi cần. Sư phụ, sư nương, Mỹ cô, con đã báo thù cho mọi người rồi. Hai người hãy mua nó đi. Tôi cũng không nuôi nổi nó rồi. Đứa trẻ này tên là Thiết Trụ. Hai người hãy mua nó đi.
Ôi, cứu mạng chứ. Cứu mạng chứ. Mỹ nữ à, cứu mạng chứ. Cứu mạng. Cứu mạng. Bỏ em lại, hãy đưa em đi đi anh à. Đi nhanh lên, ở đây nhanh lên, bên này nhanh nhanh, nhanh. Sư nương hỏi em tên gì kìa. Con tên là Mỹ Cô à? Em thích không? Vui quá đi, cút hết đi. Thật là vui quá đi. Lửa? Chỗ tôi không có lửa. Mấy tên ngu ngốc tụi bay.
Khốn kiếp! Trên đó chứa đựng linh hồn anh dũng của chiến sĩ Thiên Hoàng, đồng thời cũng nói lên cho chúng ta biết nỗi nhục của họ. Thiếu tá Suzuki, dân, hãy đặt những thứ này trong phòng làm việc của cô. Phải thắp hương mỗi ngày. Dân. Đã rút ra được bài học lý do mà cô thất bại chưa? Dân à, nói nghe thử. Võ sĩ của chúng ta đều học ra từ trong quân đội, võ công bình bình, thiếu sức chiến đấu. Hơn nữa, một người mà chúng ta không hay biết đang lén giúp cho bọn người Trung Quốc. Điều này trực tiếp dẫn đến nguyên nhân thất bại cho hành động lần này. Ý cô là do hắn thông minh, chứ không phải do bản thân mình ngu xuẩn. Dân à, là cái người lần trước đánh bại lính bắn tỉa sao? Tôi cho rằng chính là như thế. Theo cô, hắn là ai? Hắn là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là một quân nhân chuyên nghiệp, giỏi dùng binh bố trận. Bát Lộ Quân. Dân, nếu nói như thế, bọn người Trung Quốc kia đã bị Bát Lộ Quân thâu tóm rồi. Thuộc hạ cho rằng hiện tại vẫn chưa, nhưng những Bát Lộ Quân này hiện tại đang ủng hộ cho bọn chúng. Điều này chắc là chắc chắn rồi à? Thiếu tá Suzuki nói rất phải. Bọn người Trung Quốc này không những võ công cao cường, hơn nữa ra tay bất chấp thủ đoạn, thoát ẩn thoát hiện. Mỗi người bọn chúng không màng đến mạng sống, cứ như một lũ cô hồn dạ quỷ. Như thế mới khiến chúng ta không thể phòng tránh được. Sư đoàn trưởng, thiếu tá Takashima cứ nói đi. Thuộc hạ cho rằng nên chỉnh đốn lại quân kỷ, nghiêm cấm binh sĩ ra ngoài ban đêm nhậu nhẹt ăn chơi. Có như thế mới không để cho bọn người Trung Quốc kia thừa cơ ra tay. Takashima-kun, có phải Takashima-kun cảm thấy là vì binh sĩ của chúng ta không biết chừng mực nên mới bị giết? Thuộc hạ chỉ là không muốn cho bọn người Trung Quốc kia cơ hội để giết hại binh sĩ hoàng gia chúng ta. Có phải cậu đã bị kẻ địch dọa cho khiếp sợ rồi không? Đủ rồi. Thiếu tá Takashima nói rất đúng. Hiện giờ đúng là có nhiều binh sĩ, gồm cả chỉ huy, không biết chừng mực. Là lúc nên chỉnh đốn lại cho đàng hoàng rồi. Thưa ngài, binh sĩ của tôi rời bỏ quê hương, dược đại dương. Được rồi, đừng nói nữa. Bọn họ đến là để chiến đấu, giúp thiên hoàng bệ hạ chinh phục thế giới, không phải đến đây để hưởng thụ. Ràng buộc lại các binh sĩ của cậu cho thật tốt, bao gồm cả cậu. Đã rõ chưa? Dân. Thiếu tá Suzuki, người mà cô cần tìm chắc đã đến rồi. Cô đi khảo sát thử thực lực của họ đi. Dân.